vui được đồng hành cùng quý khán giả và bà con trong bản tin 365 ngày chuyển động. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi, tin tưởng chúng tôi để chia sẻ những thông tin bổ ích trong lĩnh vực nông nghiệp. Hôm nay bản tin có các thông tin đáng chú ý, mời quý khán giả và bà con cùng điểm qua. Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, trái cây đặc sản ở Tiền Giang, từng được cấp visa đi nhiều nước, tại Lâm Cảnh mất giá. Chàng nông dân có cách làm hay, trồng thanh long sạch thu lãi cao. Gần Tết Nguyên Đán nhưng nhà vườn ở Lâm Đồng héo hon vì hoa cúc. Thưa quý vị và bà con, rau xà lách trồng nhiều và ngon nhất không nơi đâu khác là ở Lâm Đồng. Bởi đó là loại cây ung đới, dễ ăn, dễ chế biến nên loại rau này luôn hút hàng. Ăn cơm mà kèm theo một dĩa xà lách trộn thơm thơm giòn giòn thì bắt mọi đám đó Xuân Hiền. Nhưng mà cũng như đồ tí thôi, mình như muốn nhắc đến ở đây đó chính là loại rau này đã đem lại rất là nhiều phấn khởi cho bà con. Dân, đúng là mang lại rất là nhiều phấn khởi cho bà con, nhất là bà con ở huyện Đơn Dương, một trong những địa phương trồng xà lách cho diện tích lớn, cho chất lượng sạch, ngon nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình trồng rau Việt Gáp. Từ đầu tháng 12 đến nay, do thị trường tiêu thụ mạnh, cung không đủ cầu, cho nên là rau xà lách ở đây đã tăng giá đột biến. Trước tháng 12, xà lách quăng thương lái mua tại vườn chỉ với giá từ 5 đến 7 triệu đồng một sào, thì nay đã lên đến 10 triệu đồng một sào. Cá biệt, có những hộ nông dân đã bán một sào xà lách lên đến 12 triệu đồng. Tuy giá xà lách tăng cao, nhưng ngược lại, đến nay, diện tích rau xà lách trên địa bàn huyện chỉ còn hơn 7 hectare, chủ yếu là ở xã Lạc Lâm và thị trấn Thành Mỹ. Bà con nông dân vui mừng khi giá xà lách tăng cao, nhưng nghịch lý là hầu hết các loại rau khác như cải thảo, bắp sú, hành lá, cải dưa vẫn không tăng giá. Thậm chí, rau cải thảo đã giảm trên 700 đồng một ký so với các tháng trước. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để ngành sản xuất kinh doanh cây giống phát triển, trong đó có cây giống in vitro, còn gọi là nhân giống trong ống nghiệm. Khác với các phương pháp nhân giống vô tính cổ điển như dâm cành, dâm chồi, chiết, ghép, tách dòng, nhân giống bằng cách này có thể tạo ra một lượng lớn cây giống trong một thời gian ngắn, với chất lượng rất đảm bảo, sức sống tốt, không bị nhiễm bệnh. Hàng năm, các đơn vị sản xuất trên 45 triệu cây giống cây trồng, chủ yếu là các giống rau và hoa như hoa cúc, hoa rồng tiền, cẩm chướng, hoa lan, các loại cây trang trí, cây khoai tây, vân vân. Đầu tư sản xuất cây giống in vitro phát triển đã góp phần rất lớn giúp nông dân chủ động mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Một số đơn vị còn xuất khẩu cây giống ra nước ngoài. Ước tính đến hết năm 2018, diện tích rau khoa công nghệ cao huyện Đơn Dương phát triển gần 10.000 ha, tăng gần 3.100 ha so với năm 2015. Trong đó tập trung phát triển hai loại cây chủ lực là rau Việt Gáp và hoa chất lượng cao, tiến tới đăng ký sử dụng nhãn hiệu độc quyền Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đồng thời, tổ chức sản xuất gắn liền với tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm, mang lại lợi nhuận bình quân từ 250 cho đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Hiện đã có nhiều diện tích đã thu lợi hơn 1 tỷ đồng một hecta một năm. Cũng tại huyện Đơn Dương và một phần của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, hàng chục nông dân thất thu vì mua giống cà chua Rita, loại giống mà tiêu thụ mạnh và giá ổn định hơn 10 năm qua, nhưng vườn ươm lại cung cấp giống lạ. Mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc. Xuất phát từ đâu mà phát hiện ra bệnh này? Mời quý bà con cùng theo dõi. Cách đây hơn 2 tháng, ông Nguyễn Văn Quý ở công ty rau sạch 5 sao Đà Lạt, huyện Đức Trọng phát hiện cà chua bị bệnh xoang lá diện rộng, trái mau mềm, khác hẳn với loại cà chua Rita. Sau khi thu hoạch, thương lái từ chối mua, ông Quý phải bán tháo với giá 4.000 đồng một ký, trong khi thị trường cà chua Rita là 21.000 đồng một ký, khiến trang trại của ông thất thu gần 3 tỷ đồng. Theo ghi nhận, nhiều người dân tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng cũng gặp tình trạng tương tự. Cơ quan chức năng đang làm việc với các vườn ươm để xác minh. Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, có nghi vấn là vườn ươm đã tráo giống nhằm đưa giống mới ra thị trường hoặc là chính họ cũng ươm nhầm. Nhưng dù thế nào thì vườn ươm cũng vi phạm hai vấn đề là bán giống sai hợp đồng, đưa cây giống chưa được khởi nghiệp ra thị trường. Thưa bà con, ngược về miền Tây, giá cả một số mặt hàng trái cây cũng bấp bênh không kém, chẳng hạn như loại trái cây này.
Loại trái đặc trưng này ở vùng Tiền Giang và đã từng nằm trong danh sách góp mặt nâng kim ngạch xuất khẩu thì nay đang bước vào kỳ thu hoạch chính vụ, song giá bán bất ngờ xuống thấp khiến cho người trồng lao đao. Theo tìm hiểu, chú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang dù mấy ngày gần đây có nhích lên vài ngàn đồng một ký, nhưng nhìn chung giá loại trái cây này vẫn chỉ còn không tới phân nửa so với đầu vụ, chỉ ở mức 18.000 đến 22.000 đồng một ký, hàng đẹp 25.000 đồng, trong khi đầu vụ là 50.000 đến 55.000 đồng một ký. Theo một chủ dựa vú sữa tại đây cho biết, mấy năm gần đây sức mua vú sữa ở thị trường Hà Nội không thua gì thành phố Hồ Chí Minh. Do thời tiết miền Bắc lạnh nên sức mua giảm, dẫn đến giá giảm. Trong khi đó, ông Trần Trung Hiếu, đại diện công ty Đại Lâm Mộc, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim sang Mỹ cho biết, dù giá vú sữa Lò Rèn đang ở mức thấp, doanh nghiệp của ông vẫn mua giá 45.000 đồng một ký. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ mua theo hợp đồng liên kết với người dân đã thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn và yêu cầu của phía Mỹ. Như vậy, để có giá bán cao, nông dân cần sản xuất theo quy trình sạch. Như vậy, nếu thị trường trong nước vì lý do nào đó mà không có nhu cầu, thì chí ít cũng khiến cho một số doanh nghiệp xuất khẩu tìm đến và đặt hàng ngay. Nghe chị Huỳnh Như nhắc đến nông nghiệp sạch thì làm cho tôi nhớ đến anh chàng nông dân này. Anh là một nông dân chính hiệu, lại phất lên với cây thanh long. Mặc dù không phải là những người tiên phong trồng thanh long ruột đỏ ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhưng mà nhờ mạnh dạn mở hướng đi riêng, cho nên là anh đã thành công, thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm với cách làm rất riêng của mình. Ngay từ khâu cải tạo đất trước khi trồng, anh Vinh đã đầu tư cả trăm triệu đồng để mua phân bón vi sinh. Suốt quá trình chăm sóc cây, anh cũng chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Nguồn đạm hóa học được anh thay thế hoàn toàn bằng đạm cá. So với họ thì người ta dùng cái phân bò và cái hữu cơ nhiều, còn mình thì mình chuyển qua mình vừa dùng phân bò hữu cơ nhưng mà dùng thêm cái đạm cá. Đâm ra thì nó rẻ hơn cái chi phí nhiều, trái nó có năng sức mà đẹp hơn. Phương thức trồng và chăm sóc thanh long của anh Vinh đang cho năng suất cao nhất vùng Xuyên Mộc. Chỉ với 1,2 hectare, mỗi năm anh thu hoạch khoảng 30 tấn thanh long, đem lại nguồn thu nhập bình quân trên 700 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Vinh còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc thanh long cho nhiều hộ dân xung quanh. Như bà con thấy đó, chi phí rẻ cộng thêm tính an toàn nữa thì không có lý do gì chúng ta không trồng được như anh Vinh, đúng không ạ? Không chỉ thanh long đâu, mà những chia sẻ trên cũng áp dụng được cho tất cả các loại cây trồng. Thưa quý vị và bà con, mùa lũ lớn 2018 đã đi qua, nhưng sản vật cá đồng mùa lũ mang lại vẫn còn giúp cho bà con nông dân ở miền Tây có nguồn thu nhập kha khá nhờ mô hình trữ cá đồng. Mô hình này được người dân ở vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp áp dụng trong những năm gần đây, góp phần tăng thu nhập sau khi lũ rút. Và sau đây là cách mà người dân bao đời nay ở khu vực này vẫn làm, cực kỳ thú vị đấy. Hãy cùng một sở thị ngay sau đây quý vị nhé. Đây là năm thứ năm, ông Trần Văn Phến, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, thực hiện mô hình trữ cá mùa lũ. Với diện tích hầm gần 1.000 m2, đầu mùa lũ, ông Phến tiến hành giăng lưới bao bọc hầm và áp dụng nhiều biện pháp để nhử cá đồng vào hầm nuôi. Để nhử cá vào, xung quanh hầm sẽ được bố trí các hôm như là một ngư cụ để dẫn cá vào trong và không thoát ra được. Đây cũng là mô hình được hàng chục hộ dân dùng đồng nguồn Hồng Ngự thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế. Cũng theo bà con, để cá đồng lớn nhanh, trong mùa lũ, nguồn thủy sản cua ốc, cá mồi đánh bắt được sẽ là nguồn thức ăn chính để dỗ béo đàn cá nuôi. Trước tình hình mực nước lũ năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, nên các hộ dân nơi đây phải giăng lưới cao hơn 3 mét, đồng thời thường xuyên kiểm tra đáy lưới để hạn chế cá thất thoát ra ngoài. Nuôi như vậy đến khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm là thời điểm bà con nông dân xuất bán cá đồng nuôi trữ. Tùy theo diện tích hầm nuôi mà sản lượng cá bán ra nhiều hay ít. Song, với việc áp dụng mô hình này, bà con có thể thu nhập từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng một năm. Do được chăn thả trong môi trường tự nhiên, nguồn nước sạch nên cá nuôi ít dịch bệnh, chi phí đầu tư thấp. Có thể nói đây là mô hình dễ áp dụng đối với người dân vùng lũ. Do vậy địa phương cũng khuyến khích bà con nông dân có điều kiện áp dụng để góp phần giải quyết việc làm lao động nhàn rỗi, vừa góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con. Thưa bà con, nhắc tới Đà Lạt là nói đến vùng trồng hoa lớn nhất cả nước, trong đó hoa cúc được trồng nhiều nhất. Thế nhưng những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên hoa cúc phát triển mạnh khiến cho năng suất lẫn chất lượng sụt giảm.
Tình hình virus đốm héo, sọc thân đang hoành hành trên diện rộng tại thành phố Đà Lạt đã gây ra thiệt hại lớn về kinh tế của người nông dân. Dân, đây là những cây hoa cúc bị bệnh sọc thân, và tình trạng sọc thân như thế này thì xuất hiện khá nhiều ở Đà Lạt cũng như là các vùng lân cận, có những vườn đã phá bỏ hoàn toàn. Gắn bó với cây hoa cúc cũng ngót chục năm nay, chưa bao giờ nhà ông Nguyễn Văn Bảy gặp tình trạng dịch bệnh liên miên như 2 năm vừa qua. Tình trạng virus gây nên bệnh đốm héo sọc thân trên hoa cúc đã khiến anh tốn khá nhiều chi phí để phòng trừ dịch bệnh. Tỷ lệ gây hại trên vườn là khá lớn, ước chừng 40%, mặc dù trước đó anh đã tiến hành các biện pháp phòng trừ rất cẩn thận. Triệu chứng của bệnh là gây hại theo đám, các lá ngọn có triệu chứng nhỏ lại, méo mó, lốm đốm vàng. Khi các thân cây bị bệnh, phần bó mạch và lõi của thân bị màu nâu đen, đen một bên thân, bộ rễ cây phát triển bình thường. Bệnh gây hại ở các giai đoạn sinh trưởng của cây từ lúc trồng đến khi thu hoạch. Nếu nhiễm muộn ở giai đoạn cây đã đóng nụ hoặc có hoa dẫn cho thu hoạch, nhưng năng suất giảm do hoa bị méo, cong queo, không nở. Trường hợp nhiễm sớm ở giai đoạn 30 ngày sau trồng, lá chuyển vàng, cong queo, cây phát triển kém. Bệnh đốm héo gây hại trên cây hoa cúc làm thiệt hại lớn đến năng suất, sản lượng. Quả là một nỗi ám ảnh không hề nhỏ đối với bà con trồng hoa cúc tại đây. Mong là năm nay tình trạng này diễn biến ít hơn mọi năm và ngành chức năng cũng tìm ra biện pháp chữa trị kịp thời để lòng những người nông dân trồng hoa rộn ràng đón xuân mới. Đến đây bản tin 365 ngày chuyển động cũng xin phép được tạm dừng. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.